Chào mừng anh chị đến với kênh xe đạp thể thao Vít.com. Trong video này em tiếp tục giới thiệu và bán tới anh chị sản phẩm mới. Và đây là những chiếc xe đạp thể thao, xe đạp đua từ hãng Java. Vâng, và đây là những chiếc xe đạp đua Java Synodo 6. Java Synodo 6, đây là sản phẩm mới ra mắt thị trường của thương hiệu xe đạp thể thao Java, thương hiệu đến từ Italia. Java Synodo 6 hiện đang có 3 màu, đó là màu xanh đổi màu. Tiếp theo, đó là màu đen. Và đây chính là màu titan anh chị nha. Java Synodo 6 được hãng xe đạp thể thao Java sản xuất nâng cấp rất nhiều so với đàn anh, đó là Java Synodo S3. Nâng cấp từ chất sơn đến cáp, vâng, anh chị thấy toàn bộ cáp được âm trong khung rất thẩm mỹ và rất đẹp. Tiếp theo, đó là tay lái của Java Synodo 6, vâng, tay lái niền pô tăng đầu cá mập. Đây là tay lái bằng hợp kim nhôm anh chị nha. Và điểm đặc biệt hơn nữa, khi anh chị đến với shop xe đạp thể thao Vít.com mua xe đạp đua Java Synodo 6 này thì vẫn giữ nguyên được cái mức giá cũ bằng Java Synodo 3. Và điểm đặc biệt ưu ái cho khách hàng đến với shop xe đạp thể thao Vít.com. Và với 3 màu sắc này, em sẽ làm review chi tiết từng màu sắc để anh chị thích màu nào, anh chị xem chi tiết màu đó và mua từ shop xe đạp thể thao Vít.com. Rất đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng. Mua xe online, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Xe đạp thể thao, xe đạp đua Java Synodo 6. Đây là màu xanh đổi màu. Vâng, màu xanh đầu tiên đó là màu xanh lục bảo, rất đẳng cấp. Và khi thay đổi góc nhìn khác nhau thì sẽ ra màu xanh anh tím đổi màu. Rất sang chảnh, một chiếc xe đạp rất đẹp. Thiết kế nổi bật đó là thiết kế khung diện bảng chắc chắn. Và thiết kế của Java Synodo S6, thiết kế chuẩn UCI với thiết kế khung nhôm mối hàn nhẵn mịn. Vâng, rất đẹp và bắt mắt. Và đặc biệt là ở Java Synodo 6 đã được hãng Java nâng cấp về thiết kế toàn bộ cáp được âm trong tay lái chạy luôn đây. Vâng, xuống phần vô tăng và đi vào trong khung. Vâng, một chiếc xe đạp rất tinh tế, rất đẹp. Sử dụng chiếc phuộc bằng carbon, phuộc Mark T800, phuộc bằng carbon. Tiếp theo là phần tay lái. Tay lái được thiết kế niền pô tăng, đầu cá mập. Tay lái bằng hợp kim nhôm anh chị nha. Vâng, thoáng nhìn thì là tưởng tay lái bằng carbon nhưng thực ra là bằng nhôm. Và cái kiểu thiết kế tay lái này là kiểu thiết kế cao cấp của dòng xe cao cấp nhưng mà đang được sản xuất bằng nhôm, nhìn rất khỏe khoắn và chắc chắn, rất đẹp luôn anh chị nha, đẹp luôn, khoáng đề ca. Cọc yên bằng hợp kim nhôm, sử dụng yên mút bọc da của hãng đề ca và một chiếc yên cao cấp, một chiếc yên đắt tiền, rất êm. Cặp bánh của chiếc Java Synodo 6 này sử dụng cặp bánh khoáng đề ca, vành chém gió hai lớp, cao 4 cm, nan hòa bằng thép và sử dụng cặp mayer bằng nhôm chạy bi bạc đạn. Lốp sử dụng lốp CST Czak 700x25 xe. Java Synodo 6 đang được trang bị bộ chuyển động Shimano Tiagra sản xuất tại Nhật Bản. Shimano Tiagra 4007 ba món, đó là tay đề số, tay đề nắp 3 trong 1 và rất chất lượng, 2x10 tốc độ. Sử dụng gạt đĩa Shimano Tiagra 4007, gạt lip Shimano Tiagra 4007, lip thả 10 tầng của hãng Sơn Sài cùng với xích của hãng KMC, bộ đùi đĩa trục rỗng của hãng DK bằng hợp kim nhôm. Cốt giữa sử dụng cốt BB. Và bộ chuyển động này chạy cực êm luôn anh chị nha, rất mượt luôn. Kiểm soát tốc độ bằng phanh đĩa trước sau bằng củ phanh dầu của hãng DK. Củ phanh dầu thì bóp rất nhẹ anh chị nha, sử dụng piston thủy lực của hãng DK, phanh đĩa trước sau. Vâng, em vừa giới thiệu chi tiết cấu hình xe đạp đua Java Synodo 6 với cấu hình khung bằng hợp kim nhôm dẻo dai bền chắc, mối hàn nhẵn mịn, toàn bộ cáp âm trong khung, phuộc bằng carbon Mark T800, tay lái liền pô tăng, tay lái bằng hợp kim nhôm của hãng DK, cọc yên nhôm và sử dụng cặp bánh vành của hãng DK bi bậc đạn. Tiếp theo là bộ chuyển động Shimano Tiagra 4007 của Nhật Bản 2x10 tốc độ. Và đặc biệt có mức giá rất tốt trong tầm giá trên 10 triệu. Và đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho một chiếc xe đạp thể thao, cho một chiếc xe đạp đua anh chị đang cần tìm.
Và anh chị còn câu hỏi nào cần tư vấn thêm, hãy liên hệ với shop xe đạp thể thao Vít.com qua số điện thoại 0983315936. Shop luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi câu hỏi thắc mắc của anh chị. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao Vít.com.